Dạ, em chào chị, em là hiệp sĩ của chương trình Ước Mơ Của Em. Hôm nay em đến đây gặp bé Tuấn An. Hồi xưa thì người ta cho con ngựa nó kéo vào đồ hoặc là chở người ta đi. Rồi hôm nay thì bé Tuấn An nói cho hiệp sĩ cùng với các bạn biết là ước mơ của bé Tuấn An là gì đây? Dạ, ước mơ của con là khám phá thiên nhiên, nhất là loài ngựa. Nó có cái màu đẹp. Hồi xưa thì người ta có cho con ngựa nó kéo vào đồ hoặc là chở người ta đi. Nó cũng nó hiền, nhưng mà ai chọc nó thì nó cũng sẽ đá lại. Con có nghĩ cái cảnh mà hai chú cháu mình đi tìm nó rồi nó đá không? Dạ, con không. Con có biết cái cách nào mà để mà hai chú cháu mình phải đến tiếp xúc với ngựa, mình biết những cái điểm mà điểm của nó thì mình còn né được không? Dạ, đừng có đứng sau lưng nó mà gờ nó thì nó đá. Mà mình đứng nhẹ nhẹ, mình gờ lông của nó ở trên cái bờm. Rồi, còn gì nữa không? Dạ, đừng có chọc nó, là đừng có chạy quanh nó, với lại chọc cười nó là nó đá luôn. À, có nghĩa là hai chú cháu mình đến gặp ngựa là phải mặc bồ hiu. Mặc mình khóc, đúng không? Đứng nó khóc vậy không? Chứ mặc con nói mặc cười nó đá hai chú cháu mình sao? Mặc mà chọc nó là liêu liêu gì á, chạy vòng vòng hay đụng nó đá nó gì á, nó cũng đá lại. Này là con xem ở đâu mà con biết là những cái điều như vậy mình không làm với ngựa. Trên mạng. Hồi bữa con cũng thấy nó đi ngoài đường mà bây giờ là hết rồi. Hồi nhỏ đẹp sĩ cũng có mà thấy ngựa đua trong gọi là trường đua Phú Thọ. Bây giờ thì hiệp sĩ nghĩ là chỗ đó chắc thì mình đến đó mình hỏi đi. Dạ, con chào bà nội, con đi cùng chú hiệp sĩ thực hiện ước mơ. Các chú bảo gì con phải nghe nha. Dạ. Học tập thêm nha. Dạ. Đây, đây là nơi mà xưa là chú hiệp sĩ là đi coi với ba mẹ, là đến đây coi là người ta đua ngựa với nhau. Bây giờ mình lên khán đài, mình mới lên cao, xong mình nhìn xuống, mình mới quan sát được nơi đâu sẽ để ngựa. Ủa, đâu thấy ngựa, thấy người chạy không vậy? Ủa, con kìa. Con đang chạy á. Con đang chạy, nhìn lộn chó rồi. Thấy không? Đó, hồi xưa đã nhiều lắm. Do hỏi mấy cái chú mà huấn luyện ngựa chạy á, sao mấy con ngựa đó đâu à? Hiệp sĩ nhớ là ngựa đi đua nhiều lắm mà ta. Sao vô đâu thấy người đua không vậy? Chào chú bảo vệ. Bây giờ con hỏi chú là tại sao á là mấy con ngựa bây giờ, hồi nãy con nhìn thấy con còn có một con à? Tại sao vậy? Giờ coi như là ở đây giờ chuyển thành trung tâm rồi, đào tạo và huấn luyện và thi đấu. Ủy ban nhân thành phố không cho đua nữa, nên giờ ngựa ta chuyển về Hóc Môn hết rồi. Ủa chú, bây giờ cái địa chỉ bên Hóc Môn là khúc nào chú? Cái ngựa là tư nhân ta nuôi, là cái địa chỉ nhà ta là mình không có nắm nữa. Đó. Cảm ơn chú. Dạ, chung đi. Ông có bao giờ ông bị ngựa đá một lần? Có bị hoài chứ, vậy là liệu mình quen rồi. Cho Tấn An, con đang thực hiện ước mơ á. Chú có biết ở đây này có nhà nào nuôi ngựa không? Ở đây không có ai nuôi ngựa thôi, ta dẹp hết rồi. Khu vực này là không có nuôi ngựa. Khu vực này không ai nuôi ngựa. Phải đi cứ lần nhà ba vòng mà bé xa ra mới là nước ngoài. Ở đây không ai nuôi ngựa. Ồ, dạ dạ. Vậy là khúc đó ở gần Long An rồi. Giờ từ đây nó cũng xa lắm. Thôi thôi, hai chú cháu mình ghé ở đây uống miếng nước cái đi. Nha. Nếu mà lên trển mà không gặp nữa thì sao? Thì mình phải cố gắng tìm đi, tại vì ước mơ này con muốn thực hiện đó. À, hồi trước thì chú hiệp sĩ cũng có đi lên Đà Lạt, thấy đi xe ngựa kéo á. Đó, đi xe rồi ngựa cái thôi, như này nếu mà không có thì hai đứa cháu mình bắt xe đò lên Đà Lạt nha. Rồi, con thấy như sao? Thấy xa. Rồi, giờ con vô hỏi ai đi. Dạ. Mấy chú ơi, con là Hồ Châu Tấn An, con đang thực hiện ước mơ là tìm về các loài ngựa. Chú biết ở đây có ai nuôi ngựa không? Con tìm hiểu về cái gì? Bây giờ con muốn tìm nhà nào để nuôi ngựa, để con hỏi nhà đó nuôi cách ngựa sau. Chú sẽ dẫn con đi đến mấy cái hộ của gia đình nuôi ngựa, mang tính cách là nuôi ngựa đua truyền thống á. Chú ơi, con coi cái chuồng ngựa này là chuồng ngựa của ông bác này, ông ở thành phố Hồ Chí Minh.
bây giờ chú nói con ha. Con ngựa đặng á, trắng đặng á, gọi là ngựa bạch, màu trắng, kêu ngựa bạch, ngựa kim. Còn con ngựa phía bên này gọi là ngựa giang. Còn con ngựa mà đen đen cái đặng á là kêu là ngựa khú, mà đen thật đen gọi là ngựa ô. Ông ơi. Đấy. Rồi tao kêu. Này người được. Con ngựa này nè đã mấy tuổi nó con mới hãy đua được. 3 tuổi. Ông có kể cho con nghe. Ông mặc siêu như phép con cưỡi nó ngựa. Là ông đua ngựa như thế nào, quy chương của ông giành như thế nào, ông kể cho con nghe được không? Hồi xưa đó thì đua ngựa ăn được cái giải đại hội đó là cái vinh dự thôi, chứ dạ. Không có hình ảnh gì đó. 97 hay 98 gì đó là cũng có ăn, có cờ, có hình đồ danh dự. Dạ. Lúc mà ông nuôi ngựa con á thì ông vô ông cho nó ăn thì ngựa mẹ nó có hí hay nó đá ông không? Nếu ngựa con đỡ chừng 5 tháng là bắt đầu trẻ sữa rồi, vô riêng mẹ ra 4 giờ rưỡi là dậy dẫn đi quần rồi. Đi quần tới chơi 7-8 giờ đó mới về. Về thả vô rồi xuống lúa cho ăn, rồi đi cắt cỏ rồi gì cho ăn. Ông có bao giờ ông bị ngựa đá một lần không? Thì cũng có bị hoài chứ, mà liệu mình quen rồi. Hãy nó con ngựa nó cắn mình, nó đá, nó ra dĩ, biết là né rồi. Cũng như người mình nhiều tính. Nó dễ vui vẻ, còn ông nó cọc. Ngựa không đua thì ông nuôi để làm cái gì không? Cái thứ nhất á, từ những cái phân đó mình dễ ruộng. Cái thứ hai nữa mình nuôi để cho thật cơ. Không có đua lại, mình có gốc ra thẳng mình chơi. Phân của con ngựa được bao nhiêu tiền không? Một bào một cám đó không? Là 20 ngàn. Mình dễ phân này, mình khỏi dễ phân quá học lấy tôi vừa tôi mạnh. Ông có mấy cái bằng khen á mà ông đua ngựa, ông cho con xin nè. Đây là những thành tích của Bá Thành trong á, ngựa ngoài đó đó, người Giang đó là Bá Thành đó. Thành tích của nó con thúc hoàn toàn là có ngoài thưởng đó. Đừng có đứng chờ đôi. Không sao đâu, không sao đâu. Tại sao con ngựa nó nhai á, là nó nuốt vô luôn? Con thấy mấy con động vật khác á, là nó ăn cái nở nhả ra, cái nó nhai tiếp nó mới nuốt. Có gì nói hai hàm răng thôi. Hai hàm răng. Ủa con thấy có con ngựa thì nó nhỏ, còn có con ngựa nó to, nó con, cao. Cái con này bị lai giống của nước ngoài. Là bà nữ Hoàng Anh mà đó bà tạo cho tặng cho sở hữu cái thao đó 3 con. 2 con cái, 1 con đực. Cái con này là cháu nọ, cháu ngoại của con người được cứu. Con này mấy tuổi vậy? Mới có 2 tuổi hả? Mà nó cao quá. Giỏi đẹp quá. Không được. Ảnh lên. Ảnh lên. Sao lại yếu quá. Ước mơ được bay cao mãi, em luôn luôn tin vượt qua bao gian truân cùng bay theo cánh diều mơ ước. Nói lại chú nghe thử coi. Đây là con ngựa giang, là nó có màu giống như con bò. Màu vàng. Còn đây là ngựa kim, người ta cũng gọi là ngựa bạch, nó có màu trắng. Còn đó là ngựa khú, là nó màu đen. Nếu mà đen luôn là ngựa ô. Giỏi. Coi như là Phùng Huy cũng đã cùng với bé Tuấn Ngang đã thực hiện được hoàn thành ước mơ cho bé Tuấn Ngang rồi. Bây giờ thì Phùng Huy cùng với anh Lập cùng với bé Tuấn Ngang xin chào các bé và xin hẹn gặp lại.